Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị, sốt mò là một bệnh truyền nhiễm thường gặp khi thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa và nóng. Và nếu như chúng ta không phát hiện kịp thời hoặc nhầm với triệu chứng của căn bệnh khác dẫn tới điều trị không đúng sẽ vô cùng nguy hiểm cho tính mạng. Tuy nhiên đây không phải là một căn bệnh mà chúng ta nghe nhắc tới hàng ngày, nó cũng không dễ dàng phát hiện vì khó chẩn đoán. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất cả những điều liên quan tới căn bệnh này. Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Lê Bửu Châu, trưởng khoa nhiễm B, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Thái và xin trân trọng kính chào quý khán thính giả xem đài. Đầu tiên xin hỏi bác sĩ, sốt mò là một bệnh như thế nào ạ? Sốt mò hay còn gọi là sốt VM hoặc là một số nơi được gọi là sốt vờ bụi, đó là một cái bệnh cảnh truyền nhiễm lây từ thú vật sang người. Sở dĩ người ta gọi là sốt mò thì vì bệnh nó được truyền qua một cái trung gian truyền bệnh, đó là ấu trùng của mò. Trong thiên nhiên thì người ta thấy rằng là cái nguồn bệnh đó là các loài thú vật và đặc biệt là loài gặm nhấm như chuột, và cái thứ hai là cái nguồn bệnh là con mò trưởng thành. Thì khi mà mò trưởng thành nó để trứng thì trứng nó rơi xuống đất, nó ấu trùng nó phát triển dưới cái thủ điều kiện thuận lợi là cái đất có mùn ẩm thì nó phát triển thành ấu trùng. Thì khi ấu trùng mò đó nó leo lên cái ngọn cỏ, nó đi ngang, thì khi mà có thú vật đi ngang qua thì nó hút máu, khi mà nó hút máu no thì nó rơi xuống đất và nó phát triển thành cái con mò trưởng thành. Và khi con người tình cờ đi ngang qua cái khu vực mà có ấu trùng mò sinh sống đó thì ấu trùng mò nó đốt, nó cắn người, thì khi đó nó truyền cái mầm bệnh cho người và từ đó là người mắc bệnh. Vậy đối tượng nào sẽ dễ bị cái bệnh sốt mò này thưa bác sĩ? Thì như vậy thì mình thấy là ấu trùng mò nó sống ở cái khu vực mà có nhiều cây thấp, cây cỏ vân vân. Thì như vậy thì đối với những cái người mà đi vào cái khu vực, thứ nhất là có ấu trùng mò sinh sống, thứ hai là có cái nguồn bệnh, đặc biệt là chuột gặm nhấm đó, là chuột mang cái mầm bệnh, và con người đi vào cái khu vực đó hoặc là sống đi vào trong cái khu vực đó thì có nhiều khả năng là bị ấu trùng mò nó đốt và nó truyền cái mầm bệnh, và những cái đối tượng đó mắc dễ mà mắc bệnh. Ví dụ như những cái người làm vườn, làm rẫy, làm đi vào rừng làm những cái công việc mà liên quan tới đi vào trong rừng rừng, hoặc là ví dụ như là bộ đội hành quân hoặc là thanh niên xung phong chẳng hạn, thì những cái người như vậy thì cái khả năng mà tiếp xúc với lại cái bị ấu trùng mò nó cắn thì nó dễ dàng hơn và cái khả năng mắc bệnh nó nhiều hơn là những cái đối tượng khác. Vâng. Thế còn triệu chứng của sốt mò là gì thưa bác sĩ? Sau khi mà bị ấu trùng mò nó cắn thì khoảng chừng 1 đến 2 tuần sau thì bệnh nhân xuất hiện cái triệu chứng sốt. Sốt có thể là sốt rất là cao kèm lạnh run. Ngoài ra thì có các triệu chứng của toàn thân như là nhức đầu, chóng mặt, đau mình mẩy, rồi có thể là mình thấy môi khô, lưỡi dơ, mạch thì có thể chậm so với cái mức độ tăng của nhiệt độ. Và trong những cái tình huống đó thì rất là dễ nhầm với nhiều cái bệnh lý khác, ví dụ như bệnh thương hàn. Nhưng mà cái triệu chứng mà giúp chúng ta nghĩ tới bệnh sốt mò đó là cái nốt loét do cái ấu trùng mò nó tại cái vị trí mà ấu trùng mò nó đốt. Thì cái nốt loét đó thường thường nó nằm ở những cái vị trí khá kín đáo, vùng da mỏng mềm. Như vậy thì nếu mà mình phát hiện được cái triệu chứng đó thì nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái công việc chẩn đoán bệnh. Thế làm sao mà phân biệt được vết đốt của sốt mò so với những cái triệu chứng khi chúng ta bị côn trùng cắn ạ? Sốt với mò thì cái ấu trùng mò nó đốt nó có những cái điểm cũng khá là đặc trưng. Thường thường là nó chỉ có một đốt thôi, một cái nốt thôi. Nó không có nhiều nốt, chỉ đa phần là các trường hợp chỉ có một nốt thôi. Cái nốt đó nó nằm ở cái vị trí thường là vùng da mỏng như đã nói đó. Thì ví dụ như là vùng cổ, rồi vùng nách, có những cái vùng cá nếp nhăn như đó, hoặc là một số nơi thì một số trường hợp thì mình gặp ở cái vùng bụng dưới hoặc là cái vùng bẹn. Một đôi khi thì có thể nập ở những cái vị trí kín đáo hơn, ví dụ như là trong rốn nhà, hoặc là ở vành tai nhà. Thì cái đó là cái đặc điểm của cái nốt. Kích thước thì nó dao động chừng 0.5 đến dưới 1 cm, bờ nó gờ lên bắt đầu nó có cái vàng, màu vàng sậm, rồi sau đó nó đóng mày, nó trở thành màu nâu xám. Thì sau khi mà mình điều trị thì cái nâu vòng đó nó sẽ bong ra
và da nó từ từ nó lành lại. Thì thường là người ta dễ bị bỏ sót vì cái nốt này nó không có ngứa, không có đau, nó không có làm cho bệnh nhân khó chịu. Cho nên khi mà nó, lại là nó nằm ở cái vị trí kín đáo ở trong người nữa. Cho nên nếu mà mình không có cẩn thận thì rất là dễ bỏ sót. Thưa bác sĩ, nếu như chúng ta không phát hiện sớm hoặc là chúng ta bị nhầm cái bệnh này so với triệu chứng của những cái bệnh khác dẫn tới cái điều trị sai thì điều gì sẽ xảy ra? Thì nếu như vậy thì nó sẽ dẫn tới những cái trường hợp bệnh nặng có biến chứng. Ví dụ như là nó cái biến chứng suy đa cơ quan, như suy rất là nhiều chỗ, nhiều cái cơ quan trong cơ thể. Ví dụ như biến chứng thần kinh, nó gây lên biểu hiện của viêm não, ví dụ như bệnh nhân sốt, nhức đầu, rồi rối loạn tri giác ly bì, hoặc là nó tổn thương phổi, nó gây viêm phổi, làm cho bệnh nhân có biểu hiện là ho, khó thở, thậm chí là suy hô hấp, hoặc là viêm cơ tim, viêm mạch máu, nó làm cho huyết áp thấp, hoặc là viêm làm xuất huyết, hoặc là viêm thận, tổn thương các cái cơ quan khác. Như vậy thì nó dẫn đến suy nhiều cơ quan, và nếu mà mình điều trị không có kịp thời thì cái diễn tiến nó không có khỏi và càng ngày nó càng nặng hơn. Thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện với bác sĩ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây. Ông Cù Văn Nguyên, 58 tuổi, ngụ Rạch Giá, Kiên Giang, vừa nằm điều trị 4 ngày tại khoa nhiễm B, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh do bệnh sốt mò. Trước đó, khi đi làm vườn thuê cho một gia đình tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã bị ấu trùng mò đốt. Sau đó, ông có những triệu chứng ho, sốt kéo dài. Tôi ở quê ở Kiên Giang, Rạch Giá, đi làm vườn ở Bình Chánh, rồi làm cỏ vườn rồi này kia đó, rồi cái vết cắn này thì không hay, nhưng mà khi hay thì nó đau đau nhức nhức rồi đỏ đó, mình thử nhức nhức xuống dòi nè, rồi thời gian sau vài bữa cái nó bị sốt, thì khám lúc ban đầu thì khám bên Bình Tân, rồi khám dịch vụ người ta cho thuốc về không có nằm viện, rồi nhỏ em nó lại nó chỉ, nó nói bên đây chị sốt như gì đó hay những kêu qua đây uống qua bệnh viện này điều trị ở nhà thì nó không uống thuốc nó không bớt không hết rồi. Rồi vô đây thì tôi mới nó có vết cắn gì đó rồi bác sĩ mới coi đó. Bữa nay nó thì như ngày hết ngày nay nó ngày thứ tư hay gì thấy trong cơ thể nó cũng bớt đỡ đỡ triệu chứng ho thì nó cũng còn ho chút đỉnh. Bệnh nhân này là một bệnh nhân nam 58 tuổi, bệnh nhân nhập viện với tình trạng là sốt kéo dài 2 tuần với triệu chứng là bệnh nhân ho, đau cơ với có kèm tiểu gắt. Rồi bệnh nhân này cũng được đi khám nhiều nơi, rồi bác sĩ tiến trước người ta chẩn đoán là nhiễm trùng tiểu, uống thuốc nhưng mà về không khỏi nên người ta nhập ở bệnh viện bệnh nhiệt đới. Thì ở bệnh viện nhiệt đới thì khám thì bệnh nhân thấy có một cái vết loét ở cái vùng bẹn ngay chỗ mặt trong đùi bên trái á, thì có một cái nốt loét rất là điển hình của sốt dai mò, của bệnh dai mò đó. Thì khai thác thì bệnh nhân này dịch tễ, yếu tố dịch tễ là bệnh nhân làm vườn, vườn cam, vườn chanh làm cỏ rồi đó. Thì đặc điểm bệnh này thì là chủ yếu trên lâm sàng mình tìm được nốt loét. Rồi sau đó mình chẩn đoán xác định rồi thì mình cho bệnh nhân uống thuốc đặc trị. Thì thường là kháng sinh phải vô được trong nội bào, rồi uống, rồi bệnh nhân có triệu chứng gì thì mình điều trị kèm triệu chứng đó. Ví dụ như bệnh nhân này có sốt thì mình cho hạ sốt, bệnh nhân này có ho thì mình cho thuốc ho. Đó là vậy. Thì hôm nay bệnh nhân thì rất là khỏe, hết triệu chứng luôn rồi, hết sốt luôn rồi. Thì về nhà mình cho tiếp tục bệnh nhân uống thuốc cho nó đủ liều, cái liệu trình của nó thì là bệnh nhân sẽ khỏe. Thưa bác sĩ, ngoài cái việc sốt này, rồi là vết đốt ở trên cơ thể, thì bệnh này mình có thể xét nghiệm hay là bằng một cái chẩn đoán nào khác để phát hiện ra bệnh không ạ? Thường thường để mà chẩn đoán trên lâm sàng, thường thường ta dựa đầu tiên là cái yếu tố dịch tễ. Vâng. Đó là cái người đó có sống hoặc là đi vào cái khu vực mà có bệnh lưu hành. Cái thứ hai là cái triệu chứng lâm sàng là sốt, và đặc biệt là cái nốt loét đó. Thì thực ra nốt loét nó cũng phải là 100%. Các trường hợp đều có, nó có thể nó dao động, có thể lên 50-70% tùy cái báo cáo. Như vậy thì cũng có những cái trường hợp mà mình thấy trên lâm sàng nó không có thấy cái nốt loét đó. Thì để mà chẩn đoán về xét nghiệm đó,
thì người ta có thể dùng xét nghiệm như là PCR chẳng hạn là phát hiện cái con tác nhân gây bệnh Oncentia này, hoặc là một cái xét nghiệm khác đó là cái huyết thanh chẩn đoán. Tuy nhiên thì những cái xét nghiệm này thì không quá phổ biến và không phải là cái cơ sở y tế nào cũng có thể thực hiện được. Vì vậy thì trên thực tế thì chủ yếu người ta chẩn đoán là dựa vào những cái yếu tố dịch tễ như tôi nói và những cái triệu chứng lâm sàng, đa phần các trường hợp là như vậy. Thưa bác sĩ, vậy điều trị cái bệnh này nó có đơn giản không ạ? Thì khi mà vấn đề quan trọng nhất của cái bệnh này là mình chẩn đoán. Khi mà mình chẩn đoán được đúng rồi đó, đúng bệnh rồi đó, thì điều trị so với nhiều bệnh truyền nhiễm khác đó thì nó cũng không quá phức tạp. Thứ nhất là mình dùng kháng sinh để mình diệt cái tác nhân gây bệnh đó. Kháng sinh này cũng không phải là những loại kháng sinh mà hiếm. Kháng sinh thường là kháng sinh phổ biến thôi, và có thể dùng đường uống. Tùy trong những cái tình huống mà bình thường mình sử dụng đường uống là cũng được. Thứ hai là mình điều trị triệu chứng, ví dụ như là sốt cao thì mình dùng hạ sốt, và mình quan trọng là mình phát hiện và điều trị những cái biến chứng trước khi mà kháng sinh nó có tác dụng hiệu quả. Thưa bác sĩ, khi mà điều trị cái bệnh này, ví dụ chúng ta điều trị những cái bệnh cảm cúm thông thường đấy chẳng hạn, thì có thể chúng ta sẽ hết ho, rồi hết sổ mũi, rồi là hết sốt chẳng hạn. Thế thì với bệnh này nó có hết từ từ không ạ? Hay là ngay lập tức là nó sẽ vết đốt, hay là vết loét nó sẽ mất, xong rồi bắt đầu hạ sốt dần dần, hay là như thế nào ạ? Thường thì mình điều trị đúng đó, thì trong vòng vài ngày, 3 đến 5 ngày là triệu chứng nó lui rất là nhanh. Và những cái biến chứng nó cũng khá là, nó hồi phục cũng khá nhanh trong vòng cũng đừng 5 đến 10 ngày. Nếu mà bệnh nhân đáp ứng tốt đó, thì vẫn có thể ra viện được. Thì triệu chứng sốt, triệu chứng nhức đầu, những cái triệu chứng nhiễm độc nó sẽ lui dần trong vòng vài ngày, cũng không lâu lắm, từ không trong vòng từ 3 đến 5 ngày là mình thấy rất là rõ. Tuy nhiên cái vết loét thì có thể nó bệnh lành lâu hơn. Nhưng mà sau một thời gian thì cái vết loét nó cũng dần dần mờ nhạt đi và nó cũng không để lại những cái di chứng gì quan trọng. Theo những gì mà tôi tìm hiểu trên mạng thì cái bệnh này nó diễn ra vào mùa hè khi mà thời tiết bắt đầu mưa và nóng. Vậy những cái mùa khác trong năm thì sao thưa bác sĩ? Chúng ta có rất dễ bị sốt mò không ạ? Cái ấu trùng mò này nó phát triển ở một cái điều kiện khí hậu thuận lợi đó, là khi mà nhiệt độ môi trường chừng 25 đến 28 độ và độ ẩm nó chừng 80 đến 85%. Như vậy thì đa phần là cái mùa mưa. Những cái mùa khác đó thì cái môi trường nó cũng không phải là thuận lợi cho cái ấu trùng mò này nó phát triển. Vì vậy thì cái tần suất mà mình gặp những cái bệnh nhân mà bị bệnh này đó nó cũng thấp hơn so với những cái tình huống mà những cái mùa khác. Thưa bác sĩ, tôi có nghe nói rằng là những người đã từng bị sốt mò thì sẽ có kháng thể đúng không ạ? Vậy nếu mà sau khi có kháng thể thì bao lâu sau nữa thì họ có thể bị lại bệnh này ạ? Vì cái miễn dịch mà sau khi mà bị sốt với mò đó thì nó không bền vững. Nên là khi mà người ta bị rồi á thì có thể là bị lại hoặc là bị tái phát lại. Thì cái trần mà tái phát sau á, cái triệu chứng nó cũng không phải là nhẹ hơn cái lần đầu. Nó có phải bị cái triệu chứng tương tự vậy, hoặc là tùy theo bệnh nhân tới sớm mà tới muộn thôi. Như vậy cái kháng thể đó nó cũng không giúp ích nhiều trong cái chuyện mà bảo vệ bệnh nhân tránh bị lần thứ kế tiếp. Thưa bác sĩ, trong cái môi trường sống của chúng ta, cái sinh hoạt hàng ngày thì bác sĩ có lưu ý gì cho khán giả để chúng ta phòng tránh được cái bệnh sốt mò này không ạ? Thì mình biết là cái phòng tránh á, đầu tiên á, là mình xử lý cái ổ dịch ở trong thiên nhiên. Ví dụ như là mình biết là cái con mò này nó sống ở cái khu vực như vậy, hay gặp ở trên nó bám lên cọn cỏ v.v. Thì như vậy thì mình phải phát quang ở cái khu vực xung quanh nơi ở. Cái thứ hai là nó ở trong cái nguồn bệnh của nó là ấu trùng nó ở trên con thú vật, và đặc biệt cảm nhắm á. Như vậy thì mình phải diệt chuột chẳng hạn, diệt cái nguồn mà mang cái mầm bệnh nó đi, hoặc là dùng cái mình diệt cái côn trùng. Thứ hai là mình bảo vệ cho cái người cá nhân của cái người bệnh. Thì mình bảo vệ là mình biết là nó đốt, nó bò lên, nó cắn ở trên cái vùng da. Như vậy thì khi mình đi vào những cái khu vực như vậy đó thì nên mặc áo quần, mình che kín những cái vùng da của mình. Nếu mà cái vùng nào mà còn thở đó thì mình phải bôi những cái thuốc để mình phòng côn trùng đốt. Tiếp nữa là mình
nó nằm ở trên vùng cỏ như vậy thì mình cũng không khuyến cáo là mình đừng có nằm ở trên cái trên cỏ chẳng hạn, có thói quen mình đi giải ngoại chẳng hạn, mình thích nằm ở trên đó cho nó mát đó. Thì như vậy thì có cái điều kiện để mà ấu trùng nó bò lên nó cắn người. Hoặc là mình phơi áo quần ở trên cái vùng đó thì nó bò ở trên đó thì có khi mình không có thấy là bị vết đốt, nó đốt và nó truyền cái mầm bệnh cho người. Ngoài ra thì khi mà bệnh nhân, khi một người mà đi vào trong cái khu vực như vậy có những cái biểu hiện sốt, mình chưa biết bệnh gì, thì một trong những cái bệnh mà mình cần phải lưu tâm đó là sốt mờ, là nên đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ ta chẩn đoán và ta điều trị. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là tuyệt vời của bác sĩ, bởi vì rõ ràng sốt mò không phải là căn bệnh mà chúng ta nghe nhắc tới hàng ngày, và hy vọng rằng sau cuộc trò chuyện này thì khán giả đã biết phân biệt sốt mò với những cái loại bệnh khác và sẽ chú ý hơn khi mà trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Thưa quý vị, chuyên mục vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng rằng Vui Sống Mỗi Ngày đã mang đến cho các bạn những thông tin thật thú vị và bổ ích. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.